Bây giờ là 12 giờ 12 phút tại Trà Vinh. Mình đang trong khuôn viên của chùa. Bây giờ mình sẽ đi ra khỏi khuôn viên của chùa để làm một chuyến đi mạo hiểm ban đêm. Đó là đi đâu? Đi xem ma. Đi săn ma. Ghost hunter. Ghost hunting. Yeah. Rồi. Có cảm giác ớn lạnh chưa? Chưa. Trời. Mình là quỷ mà. Ma không sợ. Ma sợ mình không? Mình không sợ ma. Yeah.